Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai đến cuối năm nay là một trong những nội dung chính được quan tâm tại hội nghị. Trong năm 2021, tình hình thiên tai ảnh hưởng đến Đà Nẵng không lớn, đáng chú ý có 3 cơn bão, một áp thấp nhiệt đới, 29 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường. Nắng nóng đẩy nền nhiệt cao nhất là lên 40,2 độ, khiến thời gian nhiễm mặn trên 1.000 mg một lít tại cửa thu nước nhà máy nước Cầu Đỏ kéo dài đến 86 ngày. Ước tính thiệt hại do thiên tai trên địa bàn thành phố khoảng 5 tỷ đồng. Trong công tác phòng chống thiên tai, Đà Nẵng đã bước đầu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong theo dõi, chỉ đạo và dự báo. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, hồ chứa nước, đê, kè chống sạt lở, nhà sơ tán dân, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn từng bước được đầu tư sửa chữa và nâng cấp. Năng lực, kiến thức và kinh nghiệm về nhận diện rủi ro và phòng tránh thiên tai của nhân dân, chính quyền các cấp và lực lượng cơ sở ngày một nâng cao. Sau các đợt thiên tai, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai tích cực công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả để kịp thời giúp nhân dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Tổng chi từ Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai hơn 15 tỷ đồng. Dự báo trạng thái La Nina tiếp tục duy trì từ nay đến cuối năm 2022. Với xác suất khoảng 55-65%, sự chuyển pha sẽ khiến các hiện tượng thời tiết, khí hậu như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ thường có diễn biến trái quy luật, tập trung cao nhất vào tháng 11 và 12. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai, trong đó đặc biệt chú ý đến phương án ứng phó với mưa lũ lớn. Lưu ý công tác sơ tán dân vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cũng đề nghị triển khai ngay việc rà soát, sửa chữa các công trình phòng chống thiên tai, đê kè, thủy lợi tại khu dân cư, vùng kinh tế trọng điểm, bố trí lực lượng ứng phó 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm và các điều kiện cần thiết để chăm lo hỗ trợ người dân, nhất là tại các vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập úng lũ lụt. Dịp này có 5 tập thể và 5 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, chủ động phòng tránh thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn năm 2021.